Thứ bảy ngày 27 tháng 5 2023, âm lịch là ngày mùng 9 tháng 4, tức ngày Ất Dậu tháng Đinh Tị, ngày mà địa chi khắc thiên can, âm kim khắc âm mộc, gọi là ngày tiểu hung, gọi là ngày xấu. Thì trong cái ngày tiểu hung này, những cái việc như cưới hỏi, chôn cất, xây dựng là những cái việc trọng đại thì không nên tiến hành. Ngày là ngày tử khí, quan phù, thiên ngục, thiên hỏa, tai sát, rất là xấu. Thêm nữa, đây là ngày kim thần thất sát, là sao liễu chủ trị. Sao liễu là một trong thất sát tinh, chủ nhiều việc xấu. Liễu tinh tạo dựng, vướng tội oan, tai ương trộm cướp, phải cơ hàn, hôn nhân cưới hỏi vào ngày ấy, 3 năm đôi lứa phải ưu sầu. Thì theo ngài Phụng Minh, đây cũng là ngày lưu niên. Ngày lưu niên là một ngày xấu, mọi việc dễ bất thành, quý vị nhé.